Chào mừng quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tử vi học là một môn huyền học chuyên nghiên cứu về số mệnh con người, từ đó giúp chúng ta biết trước được thiên cơ, vận dụng và hóa giải để cho cuộc sống của mình được tốt hơn. Xem tử vi tuổi Đinh Tị 1977 năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị nắm được vận mệnh của mình trong năm 2023 trên các phương diện về tiền bạc, công danh, sự nghiệp, sức khỏe và tình duyên gia đạo. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong năm 2023 Quý Mão, tuổi Đinh Tị 1977 sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc nên phải gánh trên vai rất nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Đây là một năm cực độc, nếu như bản mệnh không nắm rõ được vận trình của mình và cách hóa giải hung tinh thì những người tuổi Đinh Tị rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra rất có thể gặp nạn trên con đường công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân vây hãm và quấy rối liên miên. Vậy làm thế nào để hóa giải được vận hạn này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải tử vi tuổi Đinh Tị 1977 trong năm 2023 Quý Mão để biết rõ hơn về vận mệnh của mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Đinh Tị sinh năm 1977 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 nam mạng trong năm 2023. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, con giáp này không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác, cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người, kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Trong năm, đề phòng đau ốm bất ngờ hoặc họa huyết quang. Tháng 5 và tháng 6 âm lịch cẩn thận hạn sông nước, trong nhà có thể có tang sự, gặp khá nhiều chuyện phiền muộn. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2023, Đinh Tị sinh năm 1977 nam mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh, sao thổ tú, vận hạn là ngũ mộ, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu không rơi vào kim lâu. Về địa chi, Tị gặp Mão bình hòa, ý chỉ cuộc sống khá nhàn hạ, không phải toan tính mưu sinh nhiều. Xét về mối quan hệ thiên can đinh âm hỏa gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm nay, những gia chủ tuổi Đinh Tị sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên cần chú ý, cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời, nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 cần chú ý tháng Quý Hợi, tháng 10 âm lịch, từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Đinh Tị sinh năm 1977. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Đinh Tị sinh năm 1977 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Đinh Tị sinh năm 1977 gặp sao thổ tú chiếu mệnh. Thổ tú hay còn gọi là thổ đức châu tinh quân, đây là sao xấu với cả nam, nữ và gia trạch. Bởi sao thổ tú là sao xấu, chủ về tai nạn, kiện tụng, người bị sao này chiếu nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch, tuy nhiên với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Hóa giải, làm lễ cúng giải hạn sao thổ tú, đây là một tục lệ mang tính chất tâm linh và phổ biến. Hàng tháng vào lúc 15 đến 17 giờ ngày 19 âm lịch, gia chủ hãy tiến hành làm lễ dâng sao cúng giải hạn. Bởi đây là thời điểm sao thổ tú đăng viên chiếu sáng nhất. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để lập bàn thờ cúng, như là hương hoa, tiền vàng, bài vị, phẩm oản, năm ngọn đèn, rồi quay mặt về hướng chính tây, lại năm lạy mà cầu xin trung ương mậu kỷ thổ tú tinh quân để cầu xin ban sự an lành, may mắn, giảm hạn xấu, tăng tài lộc, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời, chủ về nhiều điều tốt đẹp. Sao thổ tú thuộc ngũ hành là thổ, vì thế gia chủ nên dùng kim tiết. Hãy đeo trang sức đá quý có màu trắng như thạch anh tóc trắng, kim cương và các đồ trang sức màu trắng khác.
Sao chủ Đinh Tị sinh năm 1977, nam mạng năm nay gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có câu như sau: ngũ mộ hạn xấu tổn tài, tức là hạn này chủ với mất mát tiền của, nặng thì tán gia bại sản, nhẹ thì mất một phần. Sự mất mát hao tài tốn của này khiến tinh thần gia chủ đau xót, mất ăn mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an và buồn rầu. Người gặp phải hạn này cần chú ý: tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng dễ nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng. Đôi lúc lòng tốt giúp đỡ người khác, chẳng hạn như cho người khác mượn tiền thì đòi không được. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì ngũ mộ là một tiểu hạn chủ về tiền của. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần chú ý những việc như: trong làm ăn kinh doanh, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng, nặng thì vướng vào vòng lao lý, tai bay vạ gió. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn, chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Luận tử vi Đinh Tị sinh năm 1977, nam mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu năm đón xuân, công việc kinh doanh làm ăn được quý nhân giúp đỡ. Tháng 2, sức khỏe của trong tháng này cũng không được tốt nên cẩn thận. Tháng 3, công việc làm ăn gặp đôi chút khó khăn. Tháng 4, tháng này gia chủ có nhiều tin vui gia đạo, có thể là việc thêm người, thêm của, thêm con, thêm cháu trong nhà. Tháng 5, tình cảm gia đạo trong tháng 5 của gia chủ không được tốt, bên cạnh đó còn có thể có chuyện buồn đưa tới về sức khỏe. Tháng 6, khi ra ngoài, gia chủ cần cẩn thận xe cộ, dễ đụng độ để lại thương tích. Tháng 7, tiền bạc trong tháng có sự chi tiêu nhiều. Tháng 8, đây là tháng công việc làm ăn có sự phát triển, mở mang thêm, tuy nhiên luôn có kẻ phá hoại và rình rập. Tháng 9, trong tháng 9 được quý nhân giúp đỡ, đón tin vui trong gia đạo, nhưng đây không phải là tháng thuận lợi cho công việc đầu cơ vào việc làm ăn. Tháng 10, trong gia đạo của gia chủ Đinh Tị, nam mạng trong tháng 10 có chuyện buồn đưa tới, hoặc sức khỏe gia chủ không tốt, cần chú ý về máu huyết. Tháng 11, đây là tháng các công việc làm ăn đều không được thuận lợi, tuy nhiên trong gia đạo đón nhiều tin vui mới trong tháng này. Tháng 12, chú ý cẩn thận trong tháng cuối năm có thể gặp phải cửa quan hoặc làm ăn có sự thay đổi nhiều. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, nam mạng trong năm 2023. Về sự nghiệp, sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Đinh Tị được phát triển mạnh, những cố gắng của bạn trong năm nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp phát triển đồng thời cũng có nghĩa áp lực luôn đi theo, bởi vì là cái gọi người tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm, đôi khi sẽ gặp phải những khó khăn. Nhưng bạn hãy yên tâm một điều, đó chính là quý nhân luôn luôn bên cạnh bạn, giúp bạn vượt qua hết tất cả khó khăn, sóng gió. Về tài chính, so với năm ngoái, tiền bạc tuổi Đinh Tị kiếm được nhiều, có phần tốt hơn, gia chủ có thêm nguồn thu nhập khác chứ không chỉ phụ thuộc vào một nguồn cố định. Người làm công ăn lương, công việc ổn định hơn, có dấu hiệu tăng lương nhẹ vào những tháng cuối năm. Người làm tư, làm chủ kinh doanh phát đạt, tiền bạc đủ chi tiêu và quay vòng vốn làm ăn. Lưu ý xét theo lịch âm, tháng 2, 5 và 8, gia chủ đề phòng hao tiền tốn của vì những tranh chấp thị phi. Về sức khỏe, năm Quý Mão, gia chủ tuổi Đinh Tị 1977 cần đề phòng tai nạn ngoài ý muốn gây tổn hại thân thể, mọi chuyện nên cẩn thận một chút. Cần chú ý hơn sức khỏe của chính mình và người thân già yếu ở trong nhà, đặc biệt ở phương diện bệnh về gan, túi mật. Năm nay bất luận là người lái xe hay là đi công tác bên ngoài đều phải giữ vững tinh thần tuyệt đối, không được đi đến nơi nguy hiểm và hẻo lánh. Cần chú ý an toàn giao thông, tránh đi làm về khuya để đề phòng lơ là, chủ quan mang đến tai nạn ngoài ý muốn. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ Bát Bảo Tâm Kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm, gia đạo, ở khía cạnh tình yêu và các mối quan hệ tình cảm, năm 2023 có thể là một thách thức và rắc rối lớn với người Đinh Tị vì bạn có thể cãi nhau rất nhiều về các vấn đề tình cảm. Từ đầu năm đến cuối năm, bất kỳ vấn đề nào cũng có thể dẫn đến cãi vã và mất tình cảm. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là thảo luận, trao đổi với người bạn đời sau khi cân nhắc bình tĩnh và tránh hành động
thúc đẩy mâu thuẫn hoặc là bám vào quan điểm bảo thủ của chính bạn khi có mâu thuẫn. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Đinh Tị sinh năm 1977 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Đinh Tị trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Đinh Tị, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!